Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ Hải sẽ làm một video đi rừng nhé các bạn. Đấy, bây giờ Hải sẽ đi rừng để bẫy sóc nha các bạn ơi. Đấy, bây giờ Hải sẽ lên trên kia để kiếm mít đó. Kiếm mít bắt đầu là về lấy bẫy, đi gài bẫy để bẫy sóc nhé. Bây giờ các bạn cùng Hải đi nhé. Ok, let's go. Bây giờ Hải sẽ lên trên kia đi lấy mít nhé các bạn. Đấy, mít ở trên kia có một cây. Một cây trên kia bắt đầu là Hải lấy cái mít về làm mồi nhé các bạn. Mồi bắt đầu để mình gắn vào bẫy để bẫy sóc ấy các bạn ơi. Đây là vườn tiêu này các bạn. Đây là vườn tiêu của họ nhé. Tít ở bên kia là vườn tiêu của Hải bên kia. Đấy, bây giờ là đây là vườn tiêu của họ. Để Hải sẽ qua bên kia lấy mít nhé. Mùa này ra vào mùa mưa ấy các bạn ơi. Mùa mưa này họ cũng không vào giấy ấy. Để dưới kia có một cây mít. Cây này thì không có quả các bạn ạ. Có một quả ở trên kia thôi nhưng mà còn nhỏ quá chắc không chín. Được, bây giờ qua gốc xem có quả nào không. Bây giờ trời gần tối các bạn ạ. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Wow. Cây trên này có một quả này các bạn này. Có một quả nhưng mà quả này nhỏ quá không chín các bạn ơi. Ok, bây giờ Hải sẽ lên cây trên kia. Đây này, đây là mít chín này rụng xuống thối các bạn ạ. Tại vì ở đây không có ai ăn ấy. Vậy là họ ít đi lại. Đây này, rụng thối hết gốc này. Trên kia các bạn ạ, đấy các bạn thấy không, có một cây trên kia kìa. Bên này thì có cây bơ đây, cây bơ này, cây này không có quả, cây dưới thì có quả các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, quả quá trời này, cây này có quả nhá. Bây giờ gần tối không biết các bạn nhìn qua camera không biết có thấy không nhỉ. Thôi tiếp tục là đi lên xem hái mít thôi. Không biết là trên này có mít hay không nữa các bạn ạ. Nhưng mà Hải nhìn từ xa thì thấy có 3-4 quả to thôi các bạn ạ. Wow. Có 3 quả to đùng luôn. Ui. Hải ngửi thấy mùi mít rồi các bạn ạ. Mùi mít thơm rừng luôn. Đây này. Wow. Rụng thối hết gốc các bạn ạ. Mấy cái hạt mít này quá trời luôn. Mấy cái hạt mít này lấy về luộc lên rồi ăn ngon lắm các bạn ạ. Hoặc lấy về nướng cũng ngon phết đấy. Đây. Trời ơi, thối hết. Rụng thối xuống gốc ấy. Thối hết. Wow. Đây, các bạn thấy không? Đây, Hải quay cho các bạn thấy nhá. Đây này các bạn này. Đó, đây có một quả này. Ui, quả này chín rồi các bạn ạ. Thử mít thì gõ cái bụp bụp này là chín này. Đấy. Quả này chín rồi. Đây trên này có 2 quả nữa các bạn ơi. Quả. Quả tít trên kia cũng chín rồi các bạn. Các bạn thấy không? Thối luôn rồi. Đấy các bạn thấy không? Wow, không ai ăn nè, để đây chín hư hết. Đây có 2 quả. Đây có 1 quả này. 9, 3 quả. Ui, quá ngon. Rồi bây giờ Hải hái nha các bạn này.
Hải sẽ hái nó nhé các bạn nhé. Wow, chín quá ngon. Đây các bạn này. Đây các bạn này. Wow, chín rồi, quá ngon. Bây giờ Hải hái. Bây giờ Hải xem hai quả kia nhé các bạn. Hai quả kia xem có chín không nhé. Chín Hải hai nốt luôn. Ok, bây giờ Hải sẽ trèo lên nhé các bạn. Trèo lên cây mít này. Xem hai quả kia có chín không nhé. Chín Hải hái tiếp nhé. Chín luôn rồi các bạn ạ. Chín luôn rồi. Ui, muối quá các bạn ơi. Đây. Quả này chín đấy các bạn. Quả này chín nhá. Quả này chín rồi. Đây, Hải sẽ vặt nhé. Còn một quả các bạn ạ. Quả này để ít bữa đấy. Ít bữa chín Hải về hái luôn các bạn ạ. Rồi, bây giờ hai quả các bạn ạ. Hai quả bây giờ Hải đây về trò rồi. Tại vì Hải đang làm ở trong giấy các bạn ơi. Đấy, tiện thể rồi, mưa quá Hải đi rừng ấy. Đấy, đi rừng rồi bấy sóc cho các bạn xem nhé. Và đến đây các bạn ạ. Ôm xuống không có tay bám để trèo xuống các bạn ạ. Và đặt lên một chỗ bắt đầu xuống dưới mình lấy nhé. Ây da. Thì hai quả các bạn ơi. Đây. Hai quả chín nha các bạn. Rồi thì bây giờ Hải sẽ đem về chòi. Đem về chòi xong bắt đầu Hải bổ ra bắt đầu lấy mít để bấy sóc nha các bạn. Đấy, đấy gọi là giấy Hải gần rừng ấy. Hải lấy bổ lấy quả mít này. Lấy mít để bấy sóc. Xem không được không nhá. Muối quá các bạn ạ. Bây giờ các bạn cùng Hải đi bấy sóc nhá. Ok. Đó, hai là hai quả. Quả hai quả chín. Mấy cái này nó chín này. Chín ở trên cây này, các bạn thấy không? Đây. Chín trên cây nó rơi xuống. Rơi xuống đây. Thối hết. Dưới kia kìa, nó lăn xuống dưới kia. Xung quanh Hải họ trồng tiêu không đây này. Đó. Tiêu nhiều cà phê nhá. Đây Hải đã bê hai trái mít về đến nhà các bạn ạ. Đây. Hai quả mít. Đây, đây là vườn tiêu của Hải đây. Đấy. Cỏ rậm quá trời luôn các bạn ạ. Mùa mưa cỏ mọc nhanh lắm. Đây, đây là cái chòi của Hải đây. Đấy. Tại thì Hải đang trồng cà phê. Rồi, bây giờ Hải sẽ bổ mít nhé. Bổ mít ra để
để lấy mít đi bẫy sóc nha các bạn ơi. Bây giờ mình bổ quả này trước các bạn ạ. Bổ quả này trước nha. Quả ngon chưa các bạn? Các bạn thấy không? Quá là ngon. Ngon quá các bạn ạ. Ngon như các bạn này. Bây giờ Hải sẽ ăn nhé. Ăn xong tí Hải sẽ đi bẫy sóc nhé. Ngon quá các bạn ạ. Ngọt lắm. Mời các bạn nhé. Đây này các bạn này, mấy cái hạt này mình có thể lấy về nướng này, hoặc là lấy về luộc ăn ngon lắm các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ để lại đây. Để gom để mai mốt mình luộc ấy các bạn. Luộc ăn rất là ngon. Cái hạt mít ăn nó bùi bùi các bạn ạ. Rồi bây giờ các bạn cùng Hải đi bẫy sóc nhé. Hải chuẩn bị được 3 cái bẫy kẹp các bạn ạ. Đấy, bây giờ Hải sẽ lấy mít vào trong rừng đi bẫy nhá. Ok, bây giờ các bạn cùng Hải đi nhá. Bây giờ Hải sẽ lên trên kia các bạn ạ. Đấy, lên trên kia rồi bẫy nhá. Bây giờ trời cũng gần tối rồi các bạn ạ. Bây giờ 4:30 rồi. 4:30 gần 5 giờ rồi. Đấy. Bây giờ Hải sẽ đi vào trên trống kia để đặt 3 cái bẫy. Tại vì dưới Hải gần rừng nữa các bạn ạ. Cho nên là thấy sóc kêu quá trời luôn. Sáng sớm với lại gần tối. Nó cứ kêu. Mấy cái lỗ ồn thấp quá, cúi đi hơi khó đi một tí các bạn. Bây giờ Hà sẽ đặt cái bẫy đây các bạn ạ. Gần tối muối quá các bạn ơi. Đây Hải sẽ dùng muối mít nhé.
mình phải cột vào đây các bạn nhé, để lỡ mà nó dính ấy, sóc nó cũng tha cái bẫy đi các bạn nhé. Nhưng mà bẫy này bẫy kẹp không, nếu mà trúng đầu thì chắc nó cũng ấy thôi, cũng chết thôi. Đây các bạn xem, sau khi xong nó sẽ như thế này. Đấy, hạ sẽ đặt kiểu thế này nhé. Ok. Rồi, bây giờ Hải sẽ đi đặt hai cái tiếp theo nhé. Đây, mấy cái cây này các bạn này. Đây, nếu có cái cây quả gì các bạn này. Đấy, bây giờ Hải sẽ đặt ở đây cái một cái nhé. Ok. Bây giờ Hải sẽ đặt. Bây giờ Hải sẽ đặt máy quay đó. Rồi, Hải sẽ đặt trên cái cây này các bạn nhé. Đây, cái lỗ này này. Đó, cái lỗ để cho sóc nó hay đi lại lên cái cây này các bạn ạ. Đây. Đấy, cái cây to này nhá, nó ăn quả trên kia. Đấy, bây giờ Hải sẽ đặt một cái bẫy ở đây. Đó, đây là cái thứ hai. Rồi Hải đặt máy xuống ạ, đặt máy xuống Hải đặt bẫy nhá. Đây các bạn, sau khi bẫy xong nó sẽ thế này. Đây Hải đã bẫy xong cái thứ ba các bạn ạ. Đây. Rồi bây giờ Hải về thôi. Về bắt đầu ngày mai về thăm các bạn nhé. Đây này các bạn này, mùa mưa này. Măng mọc quá trời này. Này. Tuần măng lộ ô không các bạn ạ. Bây giờ cũng tối, ít bữa Hải sẽ đi hái mới được. Ít bữa Hải sẽ đi hái mới được các bạn ạ. Măng này ăn cũng rất là ngon nha các bạn này, măng lộ ô. Bây giờ cũng là 5:30 các bạn ạ. Rồi bây giờ Hải sẽ về thôi, về xong bắt đầu là ngày mai là Hải về thăm bẫy. Ok, vậy là Hải đã bẫy xong các bạn ạ. Bây giờ Hải sẽ đi về đây. Bây giờ các bạn ạ, cùng Hải chờ đến ngày mai rồi đi xem kết quả nha các bạn ơi. Chào buổi sáng nhá. Hôm qua Hải đã đi bẫy sóc các bạn ạ. Bây giờ sáng sớm mà, bây giờ Hải dậy đóng cửa chòi, bây giờ Hải sẽ đi thăm bẫy nha các bạn ơi. Ok, bây giờ các bạn cùng Hải đi thăm bẫy nhá. Ok, bây giờ Hải đã đến chỗ bẫy rồi các bạn ạ. Bây giờ Hải sẽ lên thăm nhé các bạn. Bên kia Hải thấy cái bẫy sập rồi các bạn ạ. Đi lên xem thử. Bên kia Hải thấy cái bẫy nó sập rồi. Hãy lên xem thử nha các bạn ơi. Ồ, cái này bẫy sập nhưng mà không vào các bạn ạ. Đây này các bạn, sập nhưng mà không vào. Bây giờ Hải sẽ gài lại các bạn nhé. Gài lại rồi, để đây rồi, ít bữa Hải sẽ về thăm, ngày mai Hải sẽ về thăm các bạn ạ. Rồi bây giờ Hải sẽ lên trên kia để thăm cái trên kia nốt luôn các bạn nhé. Cái đầu tiên là bẫy nó bật rồi nhưng mà không dính nha các bạn. Cái Hải một cái Hải đặt trên kia. Hôm qua Hải đặt có 3 cái. Trời tận vì trời tối quá các bạn ơi, cho nên là không đi đặt được hết. Cái bên kia thì chưa bật các bạn ạ. Đây. Các bạn thấy không? Đây này. Hải đặt một cái đây nhưng mà chưa bật. Thôi Hải kệ đi, kệ để ngày mai Hải về thăm nha các bạn. Bây giờ Hải đi thăm cái thứ ba. Hai cái, một cái bật, một cái là còn nguyên. Hải đi thăm cái thứ ba nhé.
Ua, măng này quá trơn các bạn này. Thấy không? Đây này. Đây một củ này. Đây một củ này. Đó, quá trời măng luôn. Tại vì bây giờ mùa mưa ấy, mọc quá trời. Gốc này quá nhiều luôn đấy này. Kìa này kìa các bạn thấy không? Kìa kìa. Đây. Và đây nữa, củ này nữa. Quá nhiều. Rồi, hãy lại tiếp tục đi thăm bẫy đây. Cái bẫy kia, hải bẫy dưới kia các bạn thấy không? Hải ở đây nhìn thì thấy cái bẫy nó bật rồi các bạn ạ, nhưng mà dính không nhá. Cái này bật cái thứ ba này. Dưới kia. Nhìn qua camera chắc các bạn không thấy đâu. Thôi, hải ra xuống dưới quay cho bạn xem nhá. Thôi, hải ra xuống dưới quay cho các bạn xem nhá. Ủa, cái này bật rồi các bạn này. Một cái này cũng bật mà không dính các bạn ạ. Đây này. Bật luôn rồi mà không dính. Tiếc thế nhỉ. Hai cái bật mà không dính ra. Thôi bây giờ Hải sẽ gài lại các bạn nhé. Bây giờ Hải sẽ gài cái bẫy này lại. Gài để cho tối về thăm lại các bạn nhé. Tối hoặc ngày mai về thăm nhé. Hải vừa đi thăm bẫy các bạn ạ. Bật hết hai cái mà không dính cái nào. Cái thứ ba thì còn nguyên. Rồi, video của Hải đến đây khá dài rồi. Các bạn xem được video của Hải thì nhớ đăng ký kênh nhé. Và cho Hải xin một like nhé. Bắt đầu là ngày mai Hải sẽ đi thăm bẫy. Thăm bẫy Hải sẽ quay tiếp cho các bạn mình cùng xem nhé. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại.